Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolty, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Saigon TV trên băng tần 56.10/14.2. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream cũng như đọc các bản tin đáng chú ý hôm nay của ngày thứ năm, và như thường lệ mở đầu là dự báo thời tiết với Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì nhiệt độ tại Westminster và Grangrove có tăng chút đỉnh so với ngày hôm qua. Hôm nay lên cao nhất vào khoảng 73 cho đến 75 độ thưa quý vị. Và từ sau 9-10 giờ tối thì nhiệt độ cũng giữ ở mức là 52 cho đến 54 độ. Hôm nay không có nhiều gió, rồi hai ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 thì quý vị thấy là buổi sáng nó trời hơi âm u, nhưng mà đến buổi trưa nắng lên thì nhiệt độ giữ ở mức là 75 cho đến 77 độ. Chủ nhật thì nhiệt độ có giảm một tí thưa quý vị, để qua tuần tới thì nhiệt độ về ở mức là khoảng 68 độ. Nói chung là từ đây đến cuối tuần thì trời khá là ấm áp, 72 cho đến 75 độ. Có thể Giáng sinh này là một Giáng sinh không vui với nhiều người nào đang nhận trợ cấp thất nghiệp, bởi vì đến giữa tháng 12 này nếu Quốc hội không làm gì hết và không thông qua gói cứu trợ mới đưa ra các chính sách về trợ cấp thất nghiệp, rất hàng triệu người sẽ không có tiền để mà hưởng mùa Giáng sinh. Cộng với cái tình trạng Covid hiện nay, đó là những tin tức không vui đối với thị trường chứng khoán trong ngày. Bộ Lao động Hoa Kỳ vào mỗi ngày thứ 5 và thứ 6 thường công bố về số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp cũng như tỷ lệ thất nghiệp trong tuần lễ vừa qua. Và tuần lễ vừa qua với con số ngày hôm nay không vui thưa quý vị. Giới đầu tư, các nhà kinh tế dự trù là đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào khoảng 710.000 trong tuần lễ vừa qua, vì lý do nhiều cơ sở thương mại tiếp tục vẫn phải đóng cửa, tình trạng Covid-19 gia tăng. Thế nhưng con số thực tế lên đến 742.000 trong tuần lễ vừa qua. Và ngoài cái chuyện này thì cái tình trạng mà phân lời công trái phiếu 10 năm cũng tiếp tục giảm, nó gây ảnh hưởng đến chung với trị giá đồng đô la so với thị trường thế giới. Và riêng với cái tin tức lao động cộng thêm với tin tức đa số các tiểu bang đều công bố số trường hợp lây nhiễm và nhập bệnh viện COVID-19 gia tăng, và đã khiến giới đầu tư, và chúng ta có thể đo lường cái tình hình về mức cảm xúc của người tiêu thụ, hoạt động kinh tế ở ngoài đường phố và các sinh hoạt của các cơ sở thương mại. Mình cũng có thể đoán biết được tình hình của nền kinh tế và chứng khoán như thế nào. Dow Jones liên tục trong mấy ngày nay giảm, hôm nay đang giảm thêm 123 điểm thưa quý vị. Nasdaq ngược lại thì lên 51 điểm và S&P 500 xuống 7 điểm. Nasdaq tập trung các cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ cao, vì thế họ vẫn tin tưởng sang năm hoạt động sẽ trở lại bình thường. Riêng với Dow Jones thì tập trung vấn đề Covid nhiều hơn. Thị trường thế giới cũng bị ảnh hưởng chung với các tin tức không vui liên quan đến Covid-19. Nikkei xuống 94 điểm, Hồng Kông xuống 187, Thượng Hải thì lên được 15 điểm thưa quý vị. Công trái phiếu 10 năm hôm nay tiếp tục giảm còn 0.857 mà thôi. Đây cũng là cơ hội cho nhiều người sẽ, nếu được thì tái tài trợ nhà của mình. Dầu xuống 19 sen, 41 đồng 63 sen, vàng xuống 15 đồng 30 sen, 1.858 đồng 60 sen. Dạ vâng, thưa quý vị,
hai thành viên ở trong cái hội đồng kiểm phiếu ở tại quận Wayne ở Michigan đó thưa quý vị. Ngày hôm qua thì chúng ta tưởng là họ đã đồng ý certify cái kết quả kiểm phiếu ở tại cái quận này, nhưng mà mới vào chiều hôm qua đó thì bất ngờ là hai vị này, là hai người thành viên đảng Cộng hòa đó, lại thông qua luật sư, và bây giờ đó họ yêu cầu là hủy bỏ hai cái votes mà họ đồng ý để mà certify cái kết quả ở cái quận này vào ngày hôm qua. Thì bây giờ cái việc này nó cứ dùng dần qua lại, khiến cho người dân ở tại cái quận này họ rất là mệt mỏi. Thì bà Monica Palmer và ông William Hartman là hai thành viên đảng Cộng hòa trong cái hội đồng này. Thứ nhất, họ đã ký vào một cái bản tuyên thệ thưa quý vị, và bây giờ họ mướn luật sư luôn, họ từ chối tiếp nhận phỏng vấn với các đài, nhưng mà họ thông qua luật sư, họ đưa ra những cái tuyên bố. Thì thứ nhất, ông Hartman, ông nói rằng ông chính là người lúc ban đầu đó nhận thấy là có 134 cái nơi kiểm phiếu ở tại quận Detroit, thì 71% ở đó cái kết quả nó không có khớp với những gì mà cái hội đồng này có. Ông thấy là nó có cái sự chênh lệch rất là nhiều, cho nên là ông mới nói chuyện với bà Palmer, và từ đó hai người này mới dẫn đến cái phiếu, hai cái phiếu không đồng thuận để mà certify lúc ban đầu. Sau khi mà hai người này lúc đầu họ bỏ phiếu không thuận đó thưa quý vị, thì bây giờ đến phiên bà Palmer, bà nói rằng họ bị hai thành viên của đảng Dân Chủ ở trong cái hội đồng này tấn công không ngừng nghỉ trong một cái cuộc họp suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó họ gây sức ép và họ gọi bà là người kỳ thị, và người dân ở bên ngoài đó thì họ bắt đầu dùng những cái lời lẽ mà đe dọa gia đình của bà sau khi biết hai vị này bỏ phiếu không certify. Rồi sau khi mà gây áp lực không có được đó, thì bây giờ đây là lời của bà Palmer, bà nói thưa quý vị, ông phó chủ tịch hội đồng này là ông Jonathan Kinloch, là một người của đảng Dân Chủ trong cái hội đồng này, mới offer bà, nghĩa là đưa ra một cái đường hướng giải quyết, đó là họ nói rằng bây giờ hội đồng cứ certify cái kết quả, nhưng mà sau đó ông sẽ thuyết phục với bà Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang là sẽ mở một cái cuộc điều tra về những cái precincts ở tại thành phố Detroit mà hai ông bà nghĩ là có vấn đề. Bà nói rằng khi mà nhận được cái lời hứa như vậy đó, cho nên chính vì vậy cho nên là hai người mới chịu bỏ phiếu lần thứ nhì để mà đồng thuận. Nhưng mà sau khi họ đồng thuận rồi đó, thì cuối cùng bà Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang là Jocelyn Benson mới nói rằng cái này không có cam kết gì cả, đó là chuyện riêng tư giữa bốn người ở trong cái hội đồng này, và bà sẽ không mở cuộc điều tra ở tại nơi này. Cho nên bây giờ hai người này họ nói là họ cảm thấy bị lừa thưa quý vị, và họ đã thuê luật sư và mong muốn là hủy bỏ cái vote mà certify vào ngày hôm qua, nhưng mà không biết là luật sư có làm được cái việc này hay không. Tuy nhiên theo luật pháp, dù có muốn hay không muốn, tiểu bang phải chứng nhận kết quả bầu cử vào đầu tháng 12, không có EA gì hết thưa quý vị. Tất cả các tiểu bang trong theo luật pháp hiến định đã được đưa ra, họ đó là lý do mà họ bắt buộc tại sao phải tiến trình kiểm phiếu, và cho dù đếm phiếu lại đi chăng nữa vẫn có một ngày có hạn định, bởi vì họ đã xếp đặt ngày 20 tháng 1 là ngày tuyên thệ tổng thống, thì trước ngày 20 tháng 1 tất cả mọi chuyện phải được giải quyết xong xuôi. Mà bây giờ thì ai cũng biết được là ông Joe Biden là tổng thống đắc cử, chỉ có những cái trục trặc bao gồm những đơn kiện của tổng thống Trump và người đại diện là Rudy Giuliani. Tin breaking news vào sáng ngày hôm nay, chính ông Rudy Giuliani đã nói với các phóng viên báo chí là ban luật sư của tổng thống Trump đã không hội đủ những cái bằng chứng và đã thua cuộc trước khi mà đơn kiện được thụ lý tại tòa án ở Michigan, và bây giờ họ đã tuyên bố hủy bỏ đơn kiện nhắm vào kết quả bầu cử tại tiểu bang Michigan. Chúng ta thấy Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, bây giờ có cả Illinois nữa, Nevada, Arizona, Georgia. Riêng với Wisconsin, ngày hôm qua bên phía luật sư của Tổng thống Trump cho biết họ đã phải đặt cọc 3 triệu Mỹ Kim chỉ để đếm phiếu lại hai quận kết quả phiếu của hai quận ở Wisconsin mà thôi, bởi vì hai quận đó bên phía Tổng thống Trump tin tưởng
có khả năng khi đếm phiếu lại có thể lật ngược tình hình số phiếu bầu chung cuộc của tiểu bang Wisconsin. Chỉ có hai quận mà họ phải bỏ ra 3 triệu Mỹ Kim, mặc dù rõ ràng là đến giờ phút này kết quả khó lòng mà thay đổi được cả hàng chục ngàn phiếu. Vài trăm phiếu thì may ra, hoặc là 1.000, 2.000 phiếu có khả năng, bởi vì trong quá khứ sau các cuộc đếm phiếu lại nó chỉ khoảng cách từ 100 tới 150 phiếu mà thôi. Đó là riêng ở tiểu bang Wisconsin. Ngày hôm nay thì bên phía Rudy Giuliani tuyên bố là họ không có cái cơ may để thắng ở tại tiểu bang Michigan. Mặc dù vậy, ông luật sư Rudy Giuliani ngấm ngầm bên trong vẫn khuyến khích Tổng thống Trump tiếp tục các vụ kiện này mà chính như chúng tôi đã thưa đó. Bởi vì bên cạnh đó, ông cũng đòi hỏi cái số tiền lương, tiền phí luật sư cho cả tổ hợp luật sư mỗi một ngày là 20.000 Mỹ Kim. Mặc dầu khi mà được vấn hỏi đó, thì ông lại nói rằng không có đồng ý cái số tiền 20.000 Mỹ Kim đó. Nhưng mà ông và Tổng thống Trump đã ngồi thảo luận về cái tiền lệ phí mà bên phía Tổng thống Trump, bên phía Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đồng ý trả cho tổ hợp luật sư của Rudy Giuliani. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, quý vị.